Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn có những phút giây thư giãn thoải mái khi tìm hiểu về những ngôi sao mà mình yêu thích. Hãy thường xuyên cập nhật để biết thêm nhiều thông tin thú vị. Hôm nay, chúng ta cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh năm 22 tuổi nhận vô số lời khen bởi vẻ dịu dàng, thanh khiết, đập tan tin đồn, giao kéo. Loạt ảnh thuở mới vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh mới đây bất ngờ được cư dân mạng xứ Trung đào lại và gây sốt trên mạng xã hội. Nếu như ai đó còn nghi ngờ về nhan sắc tự nhiên của Triệu Lệ Dĩnh thì loạt ảnh thời cô vừa bước chân vào làng giải trí chính là lời minh oan rõ ràng nhất dành cho nàng tiểu hoa đáng showbiz. Được biết, đây là thời điểm Triệu Lệ Dĩnh 22 tuổi khi cô tham dự một show truyền hình. Dù có trang phục và kiểu tóc khá giản dị, chân phương, nhưng nhan sắc của nàng tiểu hoa đán đã rất nổi bật. Vẻ trẻ trung, dịu dàng, thanh khiết của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng cả ở thời điểm đó lẫn hiện tại. Mặc dù sau khi sinh con, khí chất của Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi, nhan sắc cũng thăng hạng vượt bậc, nhưng người hâm mộ vẫn thích thú khi xem lại những bức hình cũ của cô. Dù thời ấy nữ diễn viên còn rất mộc mạc, nhưng vẻ trẻ trung đầy sức sống của cô lại tạo nên một sức cuốn hút khác biệt. Loạt tạo hình thời mới vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh cũng được nhận xét là xinh xuất sắc, thậm chí vai diễn tình nhi của cô còn lấn át cả những nhân vật chính trong Tân Hoàn Châu Cách Cách. Một vai diễn khác ít người biết đến của Triệu Lệ Dĩnh trong Cát Tường Thiên Bảo cũng đã nhận vô số lời khen của khán giả bởi quá đỗi xinh đẹp nổi bật dù chỉ là nhân vật phụ. Vai diễn Dương Nhược Nam hiện vẫn là một trong những tạo hình cổ trang đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh theo bình chọn của người hâm mộ. Theo bạn, cô ấy có xinh đẹp và thuần khiết ở lứa tuổi đôi mươi hay không? Hãy cùng chia sẻ quan điểm của bạn nhé. Cảm ơn đã luôn đồng hành cùng Showbiz News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.